Đây là một bãi chiến trường, một ngày tiếp khách của Hà Bưởi Ngon, rất nhiều giống bưởi để cho bà con ăn và so sánh. Rất nhiều giống bưởi luôn. Đây có bưởi này là bưởi Tam Hồng của Phúc Kiến, Trung Quốc. Là bưởi Tam Hồng. Bưởi này là bưởi Quế Dương. Quế Dương vỏ cũng rất là mỏng. Đây là bưởi Tân Lạc Hòa Bình, khách ở Bắc Giang mang xuống. Đây, đây là cái múi bưởi Tân Lạc Hòa Bình đây. Chế này, ăn chay tôm. Đây là Tân Lạc Hòa Bình. Giống này thì Hà Bưởi Ngon không khuyến khích bà con trồng nhá, vì đầu ra rất là khó bán đấy. Bưởi đường chín sớm này, bưởi đường chín sớm, bưởi Quế Dương, bưởi đường chín sớm, bưởi Tân Lạc và bưởi Tam Hồng của Phúc Kiến, Trung Quốc.